Thông báo chương trình thánh lễ truyền chức giám mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến ngày 18 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa. Thánh lễ truyền chức giám mục sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc giáo phận Hương Hóa và sẽ truyền trực tiếp trên kênh website giáo phận www giáo phận Hương -hóa .org kênh youtube giáo phận Hương Hóa TV kênh facebook giáo phận giáo phận Hương Hóa ý nghĩa huy hiệu giáo mục thanh gươm và tâm khiên, biểu tượng của đức tin và thần khí nền ruộng bậc thang biểu tượng vùng tây bắc thuộc giáo phận hưng hóa thánh giá biểu tượng cho sự dẫn thân vì tin mừng chim bồ câu biểu tượng cho sự hướng dẫn của chúa thánh thần trái tim biểu tượng của tình yêu thương ngọn lửa biểu tượng của lòng nhiệt thành hai cành vạn tuế nối liền với nhau biểu tượng của sự hiệp nhất nhờ mẫu các thánh tử đạo Khẩu hiệu giám mục hiệp nhất và yêu thương, hiệp nhất và yêu thương là hai lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi thành phần dân Chúa và thực thi tình bác ái yêu thương sẽ là chứng tá sống động để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông tạ ơn Chúa và thêm lời cầu nguyện cho giáo phận cũng như cha đức giám mục tân cử văn phòng tòa giám mục giáo phận hương hóa nguồn giáo phận hương hóa org